chợ Cồ Sơn, Hàn Quốc năm 2019. Con heo. Quán mẹ chồng thẳng tiến. Xin chào mọi người. Chan bún bò Huế giả chiến của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ ăn thử xem mùi vị thế nào nha. Đầu tiên là phải nặn miếng chanh trước cái đã. Cũng tại bà Nhung, bà nghỉ bán rồi. Bà nghỉ bán và dẹp tiệm mấy tháng nay rồi, cho nên bây giờ mình phải ngồi ăn bún giải chiến vậy nè. Ai chà, không biết khi nào cái quận của mình ở người ta mới có mở lại quán Việt Nam ha. Không biết có chị Việt Nam nào. Cộng bún nó hơi bị rã xíu. Đây có trái ớt nữa nè. Mình sẽ dọn đều lên. Ôi chà. Cái cổng bún này là cổng bún của Trung Quốc nha mọi người. Hấp thử miếng nước coi. Mùi vị cũng không thua gì tiệm bà Nhung bán nha. Khá là ngon. Chà. Cộng bún nhai đã miệng luôn mọi người, rất là dai và ngon. Mà nó bự chắc. Cái này là ông cố nội của cộng bún bò Huế luôn á. Bự kinh khủng khiếp luôn. Đây, bây giờ là ăn miếng thịt sườn nha. Hà Duyên nè, buồn ngủ, bỏ vô phòng nằm, bắt nhạc cho nghe, nằm gân ư ư hồi mòn mỏi ngủ, tự ngủ.
Wow. Về cái nước dùng á thì nó giống cũng giống giống như nước dùng bún bò Huế. Còn về cái cọng cọng mì và cái phần rau rác đó thì nó hơi sai xíu. Gao á là nó không ngon, nó không được ngon như là bắp chuối với lại giá đậu xanh. Nhưng mà cọng mì á thì cũng khá là ngon đó, cọng mì thì ngon. Nó hơi bị nghẹt mũi cho nên là giọng nó hơi khác chút xíu nha mọi người, bị nghẹt mũi á.
Trời ơi, còn cọng sườn nữa nè. Ồ, no quá trời no rồi. Còn miếng xíu bỏ thì uổng, phải gắt ăn cho hết mới được. Nhưng mà no quá. Rồi bây giờ ăn hết rồi nè mọi người ơi. À, còn có rau không à, giá với lại nước không à, thịt với lại bún ăn hết rồi. No quá rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. À, nhớ đăng ký, like và comment ủng hộ cho Về Quên TV. Tạm biệt mọi người.